Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay kết thúc phiên giao dịch thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2023, chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong cái phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái đà bán của khối ngoại thì nó tiếp tục tăng lên, đúng không ạ? Lại chúng ta lại tiếp tục nói với nhau về câu chuyện là khối ngoại bán mạnh và bán liên tục trong cái giai đoạn gần đây. Cụ thể phiên ngày hôm nay là phiên thứ 12 liên tiếp rồi. Đến hàng 12 liên tiếp và bán ròng, hôm nay bán ròng gần 1.000 tỷ nữa, trong tổng cái giá trị giao dịch thì là tăng cao hơn rất nhiều so với các phiên trước. Thế thì cái dòng tiền nội, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước, nói là gọi là dòng tiền nội thì suy yếu. Nó suy yếu bởi một phần là đỡ, đúng không? Chúng ta nói là dòng tiền nội cân cái đà bán ròng của khối ngoại, không chỉ là bán từ đầu năm đâu mà chúng ta nói gần gần đấy thôi. Ví dụ 10 phiên liên tiếp rồi, 12 phiên liên tiếp rồi là bán biết bao nhiêu tiền rồi. Thế thì cân có nổi đâu, đúng không ạ? Cân và giữ, bởi vì bản thân khối ngoại nó bán là nó rút ra, nó không nó bán và cuối cường độ ngày càng cao thì nó bán lại cái dòng tiền rút đi đó. Mà các bạn hình dung đôi khi ấy, tôi nói tất nhiên là khối ngoại thì nó vẫn có những đôi lúc lại có những cái cổ phiếu, có những cái giai đoạn nó mua là nó lướt sóng, hoặc là nó mua nó vừa đánh vừa rút, nó đánh nó rút nhanh, đúng không ạ? Nó vẫn có lướt, nó vẫn có nhanh. Nhưng mà cái dòng tiền nội ấy, dòng tiền nội của chúng ta là nó mang một cái đặc trưng, tôi nói là đặc trưng của cái đoạn gần đây này, là cái đoạn mang tính chất là mang tính chất đầu cơ cao, tức là dòng tiền nội có thể là không đến từ đòn bẩy, đúng không, mà đến từ cái dòng tiền có thể chuyển từ các cái thị trường khác sang, nhưng mà chúng ta chạy vào thị trường chứng khoán, đúng không, tham gia thị trường chứng khoán với một cái suy nghĩ là mua nhanh bán nhanh, tức là kiểu đôi khi các bạn hay nói là gì, vào nhanh có cơ hội thì vào đớp được tí nào, đớp không thì rút ra liền. Tức là nếu dòng tiền nội mà có đỡ cái đà bán của khối ngoại thì chúng ta chỉ mua rồi chúng ta bán sau vài phiên, thì mà nó cứ bán miết thì nó không mua lại nữa, thì chúng ta ôm thì không ôm lâu được, dẫn đến là câu chuyện là ôm vài phiên mà thấy nó không có dấu hiệu gì, hoặc là nó yếu yếu tí là chúng ta lại cắt, bán cắt ra liền, thì nó sẽ tạo ra áp lực cho thị trường, đúng không? Và dòng tiền nội nó không đỡ nữa. Đó, sẽ đến có những cái phiên dạng giống như phiên ngày hôm nay, là nội cũng bán ngoại cũng bán, thì ai đỡ, đúng không? Tức là người ta cái lực bán ra nó vẫn là chủ đạo, thì dẫn đến là cái điểm số nó sẽ giảm, các cổ phiếu nó sẽ giảm điểm đó, và gần như là các trụ nó cũng không đỡ nữa. Mấy phiên vừa rồi thì các trụ luân phiên nhau đỡ, thì phiên ngày hôm nay là gần như là không có trụ nào đỡ cả, đó, gần như là buông xuôi. Đầu phiên thì còn thấy có đỡ, có lực đỡ, nhưng mà đến cuối phiên là lại càng buông xuôi, trong cái bối cảnh thị trường và khi người ta thấy là gì, cái áp lực bán của khối ngoại càng ngày nó càng mạnh và cái cường độ càng ngày càng cao, như thế người ta cũng rén chứ, đúng không ạ? Cái ông nào thì cứ bảo vô là bảo không quan trọng, ngoại nó bán thì nó về thì nó đầu tư chỗ khác. Tôi nói rồi, nó bán đi nó làm gì đấy là việc của họ, nhưng quan trọng là cái chúng ta cần là khi nào dòng tiền này quay lại, rồi cái dòng tiền nội có đỡ nổi hay không, nó đỡ rồi có ôm hay không. Bởi vì khối ngoại đôi khi nó đánh là người ta mua là người ta nắm giữ vài tháng người ta mới bán, nó có theo cái quy định của nó, theo cái chu kỳ của nó, chứ nó không phải nó mua T3 về nó rút liền đâu. Đó, nhưng mà dòng nội của chúng ta là đa phần là như thế. Đó, thì nó cũng sẽ tạo ra cái áp lực, đúng không? Áp lực về mặt luân chuyển dòng vốn nó nhanh. Đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số ý trong video ngày hôm nay. Tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để tham khảo, không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Ở đây tổng hợp thị trường thì chúng ta thấy rằng là đó, nếu các bạn nhìn vào các bảng tổng hợp này. Hôm nay thị trường giảm 13.4 điểm, 1.19%, đúng không ạ? Đóng cửa ở 1.14. Nhìn tổng thể các thị trường xung quanh thì có lẽ chúng ta thấy thị trường xung quanh châu Á hôm nay cũng phân hóa này, chứng khoán Nhật thì tăng nhẹ. Trung Quốc thì giảm 1.15, thế là giảm, nói mình giảm bằng nó hay nói giảm bằng mình ta? Tạm thời thì nó đang giảm bằng mình, tại vì mình đóng cửa rồi, bên nó vẫn đang mở, bên nó chưa đóng, đúng không ạ? Là 1.15 là coi như bằng mình. À, trong khi các cụ của hai bên vẫn đang đàm đạo, đang ký kết, rồi đang uống trà tùm lum, nói chung là đang có rất nhiều vấn đề để trao đổi với nhau, thì trong một ngày như thế thì hai thị trường giảm tỷ lệ bằng nhau 1.15%. Hồng Kông thì hưởng ứng bằng cách là giảm 0.94, gần 1%. Hàn Quốc cũng thế ha, cũng giảm gần 1% để hưởng ứng. Còn lại các thị trường khác đây thì cứ đi, nhiều khi cứ đi xem CPI của Mỹ, xem Fed họp làm cái gì. Đó, chứng khoán Mỹ nó vẫn đang ngạo nghễ trên đỉnh, kể cả chứng khoán Nhật Bản cũng thế, đúng không? Đó, rồi bây giờ là hiện tại đang giao dịch này, đóng cửa nó cũng xanh rồi, các hợp đồng tương lai nó vẫn đang xanh. Châu Âu mở cửa rồi cũng đang xanh, châu Âu chuẩn bị mở chứ chưa mở, vẫn thấy đỏ đỏ đây, chắc là mở 3 giờ là mở rồi. Đó, thì nó cũng đã xanh nhẹ đây rồi, tức nó gần như là gì, chúng ta nhìn thì có thể là nhìn sang sát bên thôi cho nó gần,
đúng không? Anh em toàn cận cả, nhìn gần gần thôi, nhìn đâu xa nổi. Thấy nó thấy có sự tương đồng chưa? Hôm nay hai cụ tập sang cũng nói rồi, chúng ta sông liền sông, núi liền núi, vai kề vai thì phải giống nhau chứ. Đi nhìn thằng bên kia bán cầu làm gì? Mà lo sợ rồi mà hoảng loạn làm gì? Đấy, nhìn sơ sơ thế thôi đúng không? Hàng hóa thì thị trường hàng hóa thì nay chúng ta thấy là giá dầu hôm qua giá dầu giảm giảm khá đấy đúng không? Qua báo đăng là giá dầu giảm hơn 3%, thậm chí trong phiên có lúc giảm tới 4% đúng không? Thấp nhất trong vòng 6 tháng do lo ngại về cái tình trạng dư cung và cái CPI của Mỹ đó thì giảm vậy thôi, nhưng mà nay nó cũng đang có dấu hiệu rồi đúng không? Đấy, có dấu hiệu là khả năng là giảm về những cái mốc tức là dư cung rồi, và cái lực ép của bên 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 các cái chỉ số về tài chính của Mỹ ấy, cũng có thể ép giá dầu về thấp hơn, có thể về vùng 6 62 hoặc 65 gì đó. Lúc này các kho dự trữ của Mỹ nó sẽ mua vào. Đúng không? Vàng thì vẫn đang sập sình quanh quanh khoảng 1.200. Bitcoin thì hôm nay cũng giảm nhẹ thôi chứ cũng không có gì biến động quá lớn ha. Đấy thì đấy là bối cảnh các cái thị trường xung quanh chúng ta. Còn hôm nay thì với tổng thể thị trường thì chúng ta thấy là giảm điểm là rõ rồi. Đó. Và các cái cổ phiếu mà gọi là đỡ thị trường, gọi là đỡ thôi chứ đỡ không nổi đâu, đúng không? Thì chúng ta nhìn đến toàn những cái mã vừa nhỏ mà vừa lạ, đúng không? Lạ là do nó ít xuất hiện ở trong này thôi chứ không phải là lạ do với mọi người, bởi nhiều mã cũng có thanh khoản lớn đúng không? Trong nhóm 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 lớn, nhóm trụ, nhóm VN30 thì chỉ có BVH với HD Bank là trong nhóm đỡ điểm số ngày hôm nay thôi, còn lại là mấy có Vietjet nữa, còn lại mấy cổ phiếu nhỏ thôi đúng không? Nhưng mà ở cái chiều kéo giảm mà chúng ta thấy toàn là cổ phiếu lớn không? Hòa Phát, Gas, Vietcom, Vinamilk, Tech, VP, GVR, VIT, BRE gần như đấy, toàn là trụ đại thụ không ấy, cần toàn là cây đại thụ kéo thị trường xuống thôi. Còn thanh khoản của thị trường thì nó vẫn tập trung vào Hòa Phát, hôm qua cũng là Hòa Phát. Hôm qua thì kéo Hòa Phát xanh, hôm nay thì đạp Hòa Phát xuống, nên là thị trường đỏ theo. Đó, Hòa Phát, rồi VIT, rồi Đất Xanh, Vinamilk, SSI thì kia là về VND, SSI là mấy con đấy là đa phần là thanh khoản của nó là cao đúng không ạ? Đó. Về mặt xu hướng thị trường thì hôm nay nó vẫn đánh giá là tương tự như hôm qua thôi, tức là vẫn đang trong trạng thái hướng hướng thiên về ổn định. Tôi thấy điểm số giảm cũng tương đối đấy, mà đánh giá là ổn định thì cũng không biết là kiểu gì, không biết là có ổn rồi không, tức là hay là giống dạng như là nay thì vậy xong rồi mai lại kéo đó, tức là nó cũng chưa có gì gọi là quá đột biến đúng không ạ? Về mặt nhóm ngành thì nhóm ngành thép là đang có điểm số cao nhất, tiếp theo là nhóm thực phẩm đồ uống, bất động sản, khu công nghiệp, thủy sản. Như vậy là tiêu dùng bán lẻ đi là 99 thì coi như gần 100, như vậy có 5 ngành tiệm cận 100 và hơn 100 điểm mà đánh giá ở đây. Về đối với cổ phiếu thì cổ phiếu Vĩnh Hoàn là đang xếp cao nhất về mặt điểm số, nhưng mà chỉ khoảng 700 thôi. Khi nào mà cái điểm này nó khoảng trên 1.000 đấy các bạn, nó cực mạnh, là cổ phiếu ấy cực khỏe đấy. Hòa Phát cũng có trong này 765, IDICO, Đức Giang, FPT, Phú Tài, SSI đó. Thì mấy cổ phiếu này nó đang xếp là cao nhất so với ngày hôm nay thôi, nhưng mà thực chất mức điểm dưới 800 là cũng không khỏe lắm đâu, khoảng 900 1.000 đó, những cái giai đoạn đó là chúng ta sẽ thấy điểm số nó rất là mạnh, là cái cổ phiếu đó nó khá là mạnh. Các nhóm ngành thì hôm nay cũng thay đổi không nhiều, biến động cũng không nhiều, trên bình diện chung cũng như vậy, mà nó thiên về cái chiều hướng là giảm điểm đúng không? Điểm ngành cũng thế mà điểm của cổ phiếu cũng vậy, là thiên về xu hướng giảm điểm. Hôm nay thì những cái thông tin liên quan chúng ta thấy rằng hôm nay là ngày thứ hai ha, ngày thứ hai của chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam. Thì đây chúng ta thấy là hai bên đã ký kết khoảng 36 các cái văn kiện hợp tác. 36 loại văn kiện khác nhau. Rất nhiều các lĩnh vực đúng không ạ? Đó, từ quốc phòng an ninh cho tới nông nghiệp, nông thôn, rất nhiều thứ rồi, hạ tầng, logistics đó. Đây, các bạn có thể đọc thêm ha. Đây này, bốn lĩnh vực này: chính trị, đối ngoại này, đó, an ninh quốc phòng này, rồi các cấp bộ ngành đều có hết đây này, 20, 36 văn bản thì đều có ghi ở đây hết này. Đó, các bạn nào vào chịu khó đọc ha, xem là bắt đầu ngồi bắt đầu từ 36 cái này, xong rồi lần mò ra xem là có những cái nào liên quan đến kinh tế, liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa hay gì đó, đâu mới tìm về ngành nghề này kia. Đó, chúng ta phải tư duy chứ cũng không phải là ngồi bắt đầu
Ông làm luôn nhưng nói luôn ngành nào được lợi không được lợi thì bắt đầu thì, nhưng mà đôi khi nói thật bạn là chưa chưa đi vào thực chất đâu, mới ký kết thế thôi đúng không, có thì chắc phải chờ năm sau. Đấy, ví dụ báo đăng này, triển vọng mới cho nông sản Việt ở thị trường Trung Quốc đó, có thể liên quan gì đó tới 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 cổ phiếu liên quan nông sản không, có không nghiên cứu ha. Các bạn đọc và chịu khó vào đọc mấy cái này. Hôm nay thì Ngân hàng Châu Phát triển Châu Á thì nâng cái dự báo của nền kinh tế Châu Á lên và cũng hạ một chút của Việt Nam. Việt Nam chúng ta là dự kiến là 6% hay 5,5 đến 6% mà nó hạ xuống có 5,2 thôi. Kỳ vọng nó chỉ thế thôi. Tức là nó hạ cái của mình. Rồi thêm nữa là gì? Ở đây á, hôm nay chúng ta thấy là cái Ủy ban Chứng khoán Nhà nước họp ha. Gần như là dạng họp tổng kết ấy, triển khai nhiệm vụ tổng kết năm 2023 đấy và triển khai nhiệm vụ 2024 đấy. Thì chúng ta đọc những cái thông tin như thế này và thông qua cái cuộc họp này thì chúng ta thấy cái thứ mà nhà đầu tư kỳ vọng nhất thì vẫn chưa thấy đâu, còn đâu đó vẫn là gì? Đây, nỗ lực và nỗ lực thôi. Đúng không ạ? Còn tăng hay giảm cái đấy thì không quan trọng lắm. Tôi nói thật sự là không quan trọng lắm về mặt chỉ số, về mặt thị trường. Còn cái vấn đề nâng hạng thì có lẽ còn lâu. Nói thật các bạn luôn, mục tiêu là nỗ lực để mà nâng hạng nhưng mà chắc là lâu lắm, phải tính bằng bằng năm và vài năm chứ cũng không phải là nói cái năm sau nâng được liền. Tôi nói nội cái câu chuyện mà mà thứ nhà đầu tư chờ đợi nhiều nhất hôm nay cũng có thể đây là lý do hôm nay thị trường bị bán. Tất nhiên chúng ta không tìm lý do cho thị trường nhưng mà chúng ta có thể thấy là các bác họp rồi các bác đánh giá y đùng hết nhận định rồi đủ kiểu, nhưng mà có mỗi cái vụ mà đưa cái ông KRX vào ấy. Cái ông KRX khi nào chính thức vận hành ấy. Trước thì đồn là cuối tháng 12. Đó, sau đó thì cũng cứ cuối tháng 12 năm nào thì chưa thấy nói. Và đến ngày hôm nay rồi, hôm nay 13 tháng 12 rồi, gần hết tuần này nó, nếu đúng là tuần sau đưa vào vận hành đúng không? Hoặc là một tuần sau nữa, có 2 tuần nữa thôi mà họp hành như này chả thấy nói gì. Ít nhất phải nhấn nhá tới cố gắng mà đưa cái KRX vào vận hành trong tháng 12 này. Hoặc là nói rõ luôn tháng 12 năm sau hay năm nào ấy, cho rõ ràng ra để bà con còn có chút kỳ vọng. Như thấy họp xong ấy, các cụ phát biểu xong hết rồi mà không thấy nói gì hết, chắc là nhà đầu tư mình cũng thất vọng rồi. Đúng không ạ? Cũng có thể đó là một số lý do. Đúng, cũng có thể là nhiều lý do nhưng không chỉ là câu chuyện khối ngoại bán. Chúng ta đọc hết mà chúng ta cũng chưa thấy, đúng không ạ? Cũng chỉ mong muốn là tìm kiếm giải pháp để nâng hạng rồi thanh tra giám sát xử lý rồi bộ máy lãnh đạo rồi thông tin tuyên truyền này kia thôi, chưa thấy nhắc một chữ nào đến cái KRX. Mà tôi nghĩ là nhà đầu tư chúng ta thì vẫn vẫn mong chờ ông KRX lắm. Chả biết đó, hôm trước tôi có làm cái video clip chia sẻ rồi, kỳ vọng nhiều đó, suy nghĩ cũng nhiều nhưng mà chưa thấy gì hết thì thôi. À, bạn đọc hết thì bạn đọc hết, tôi chả thấy chữ nào cả, không nhắc gì cả. Đó. Đấy thì đó cũng có thể là một phần của cái lý do liên quan. Rồi chúng ta thấy dòng tiền ngày hôm nay thì nó vẫn ở cái chiều hướng là bán ròng và bán mạnh hơn ở cái chiều mua, đúng không? Kể cả số mã tăng mã giảm cũng vậy, số mã giảm vẫn nhiều hơn số mã tăng. À, đặc biệt là khối ngoại, đúng không? Thấy khối ngoại bán ròng tiếp tục bán ròng khoảng 916 tỷ, 920 tỷ. Đây là riêng trên HOSE thôi nha. Tuy nhiên HOSE tôi còn tính toàn thị trường là nó bán ròng khoảng 1.100 tỷ các bạn. Các bạn đi vào những web khác ấy, nó thống kê ấy, tại vì đây nó thống kê chỉ là HOSE thôi. Đó, và giá trị giao dịch toàn thị trường là các bạn phải chú ý đến thêm cả cái giá trị giao dịch này. 3.000 coi như là cái này coi như 1.500. Cái này coi như là 2.400. 3.900. Đúng không ạ? 3.900 để gần 4 coi như là gần 4.000 tỷ đi. Giá trị giao dịch ha. Gần 4.000 tỷ trong tổng giá trị giao dịch của chúng ta là khoảng 18.000 tỷ ngày hôm nay. À, bắt đầu là cái cường độ, tức là cái tổng giá trị giao dịch của nó là bắt đầu tăng lên. Những phiên trước chúng ta thấy là có những phiên thì giao dịch có nghìn mấy tỷ thôi, có những phiên thì hơn 2.000 tỷ, có những phiên hơn 3.000 tỷ, và hôm nay là gần như là cái phiên này là cái giá trị giao dịch của nó là lên tới khoảng 4.000 tỷ, như thế này là cực cao, gần 4.000 nó chưa tới 4.000 và bán ròng thì 916. Đó. Thì ai bảo không sợ hay ai bảo là không liên quan gì đó thì tôi nghĩ là chúng ta quá coi thường khối ngoại rồi, cho nó thật sự. Đúng không ạ? Đó, các mã cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất này, Vinamilk 129 coi như 130 tỷ này. Chứng chỉ quỹ STB, Hòa Phát, Vinhome, VP,
nhìn thấy, các bạn nhìn thấy đa phần là gì? Đa phần là những cổ phiếu lớn và những cổ phiếu trong Vin 30 không ạ? Đúng không ạ? GAT, VCI, SHB những nằm nó VIX cũng có, PVD cũng có, SSI cũng có, VRE, VCG, Masan, GEX, SAP, CTG, ra bán quá xa bán này. Đó, cái chúng ta nhìn đấy, tôi bảo sợ hay không sợ, chúng ta nhìn thấy nó cứ bán miết như thế này, chúng ta cũng nhìn cũng ngán ngẩm luôn, thật sự là ngán ngẩm luôn. Bán một hai phiên xong đó là mua lại một hai phiên đi, để cho anh em còn có tâm trí, còn có động lực tí, chứ cứ bán miệt mài 12 phiên liên tiếp mà phiên nào cũng cả vài trăm đến nghìn tỷ như thế này đỡ sao nổi, đúng không? Đỡ được vài phiên thì cũng thấy nản luôn rồi, xong rồi cũng thôi, lỗ cũng cắt, đúng không ạ? Cắt nghỉ cho lành chứ đánh đấm gì nữa. Đây này, thống kê giao dịch của khối ngoại này, bán ròng các bạn đếm này, 2, 4, 6, 8, 10, 12 phiên liên tiếp rồi. 12 phiên liên tiếp mà được cách ra bởi có hai phiên mua ròng thôi, rồi lại trước đó là một loạt các phiên bán ròng nữa. Nó tính là từ đầu năm giờ cũng bán á quá hơn 20.000 tỷ rồi. Đó, chúng ta đi vào biểu đồ phân tích kỹ thuật một chút xíu và xem cái chỉ báo kỹ thuật để nó cho chúng ta thấy điều gì. Đây, thanh khoản ngày hôm nay là khoảng hơn 700 triệu cổ, 727 triệu. Hôm qua là 551 triệu. Số mã tăng, số mã giảm là 433 mã, trong khi mã tăng là có 800 có 88 mã thôi, tức là gấp đâu đó khoảng 5 lần. Mã giảm gấp 5 lần mã tăng. Và vốn của nó khoảng 18.500 tỷ. Bằng với trung bình 20 phiên. Đó, thế này giảm cũng cái thằng biểu đồ cái biểu đồ kỹ thuật của thằng phiên đa này nó cũng hơi có vì nó hơi khác so với một số cái nền tảng khác như Faiyan, hoặc là ở đây chúng ta thấy nó cũng chạm về một cái hỗ trợ ngay cái đường Kijun này, tứ quý 1, quanh quanh tứ quý 1 này. Hôm nay mức thấp nhất của nó là 112 điểm, đúng không? Ngay cái đường này, đường Taken. Đây cũng thậm chí đây nó vẫn là một cái hỗ trợ đấy các bạn, hỗ trợ nhẹ nhẹ thôi. Đó, rồi chả biết là có thủng hay không, rồi mai lại có tin gì ra để nâng đỡ hay không. Đó mà chúng ta thấy rõ ràng câu chuyện là gì? Tôi nói nhắn nhiều lần trên nhóm rồi, đúng không ạ? Và trong các clip nói rồi. Muốn break đi, muốn có cơ hội bứt đi thì nó buộc phải ra khỏi đám mây này, cứ khúc lên tới đây là gần gần cạnh trên của mây lắm rồi, chúng ta bỏ cái xóa cái đường này đi. Đó, cạnh trên cái vùng mây phẳng này. Hôm nay chỉ cần rướn nhẹ cái là vượt qua rồi mà không rướn nổi. Đúng không? Không rướn nổi một phần là gì? Một phần là thanh khoản không vào, tức là dòng tiền không vào để mua lên nữa, tính từ đáy hồi lên khoảng hơn 100 rồi đó, thì dòng tiền không vào mua lên nữa mà lại đụng thêm ông khối ngoại bán quá đỡ không nổi. Ê, quay xe. Ê, quay thì nó giống như cái này, có thể là ngày mai thì lại nhúng xuống xíu, hoặc là tệ lắm thì về tới đây này 101103 này xong nó lại rút chân lên thì sao. Nhưng mà đấy thì tổng thể nó vẫn cứ loanh quanh trong cái đám này thôi các bạn. Cố gắng giờ bò trong cái nền này trước đi, trong mây rồi thì mây mù rồi, đi như thế này mây mù mà đi hơn hơn chục điểm là cũng là ớn rồi, cũng là gớm rồi. Như hôm trước là cũng giảm hơn chục điểm xong rồi rút chân lên được, còn hôm nay là đi luôn không thấy rút chân nữa này. Không biết là phiên mai như thế nào. Đó, cố gắng giờ cứ vận động từ giờ đến hết tháng là cứ lần mò trong cái đám mây này thôi, đúng không ạ? Các bạn cứ theo dõi xem, đấy là kỳ vọng là từ giờ đến hết tháng 12 này, đó, lần mò trong cái đám mây này. Hết tháng 12 nó nằm ở tới đây. Chắc là vẫn không ra khỏi mây được. Chứ nếu ra là cũng tiêu cực, ra là ra ra phía dưới, đi xuống dưới có vẻ là tiêu cực hơn. Đó, rồi quan sát tiếp cái câu chuyện là dòng tiền vào có cân lên không, có sẵn sàng mua lên hay không. Đó, có cân nổi cái đà bán của khối ngoại hay không, khi nào khối ngoại ngưng bán. Hôm trước tôi bảo rồi, có khả năng nó bán từ giờ đến hết năm luôn. Bán nó rút đi là một chuyện, rồi bắt đầu ngó khi nào nó quay lại là vấn đề khác. Quay lại mới nói chuyện được, chứ còn nó rút đi luôn thì mất vài chục nghìn tỷ rời khỏi thị trường thì các bạn biết rồi. Đấy, mà nó cùng cổ phiếu thì lại tăng lên như điên, các cụ đang chuẩn bị phát hành hơi nhiều ấy. Thì làm sao mà mua cho nổi, mà sao cân cho nổi. Với cái thanh khoản cứ khoảng 10 15.000 tỷ như này không kéo đi được đâu, không có up chén gì đâu. Muốn khỏe là bây giờ cứ phải
mây mây mù gì thì thôi bỏ qua, nhưng mà vốn thanh khoản nó phải lên tỷ đô đúng không? Đấy, cũng kỳ vọng là KRX đưa vào hoạt động cho các cục bánh lên khoảng 3-4 tỷ đô một phiên để xem. 1.500 là cái nghĩa địa gì, không có cản, không có mây nào mà chống nổi hết đấy. Đó, tôi nói khi nào dòng tiền vào thì các bạn cứ thử dòng tiền vào, ví dụ thậm chí tôi nói ví dụ cuối tháng này đưa ông KRX vào đi, đẩy thanh khoản lên, đẩy lên T2, T1, T0 gì đó đi xem coi. Nó kéo đi vù vù luôn, đúng không? Tiền phải bao nhiêu cơ? Chứ còn cứ 10.000 tỷ như thế này thì 5 cái KRX cũng không hoạt động nổi, cũng không kéo được thị trường lên. Đó, thì các bạn quan sát câu chuyện như vậy thôi. Thôi thì video ngày hôm nay chia sẻ như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.